Xin chào mọi người, Hyundai Universe là một chiếc xe rất phổ biến tại Hàn Quốc, Việt Nam và một số nước khác. Khi nhắc đến xe khách 45 chỗ, người ta sẽ nghĩ ngay đến Hyundai Universe. Ra mắt vào cuối năm 2006, Hyundai Universe được tạo ra để thay thế cho dòng xe khách Hyundai Arrow. Vậy Hyundai Universe có mấy phiên bản? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Giai đoạn năm 2007 đến năm 2012, Hyundai Universe lột xác hoàn toàn. Giai đoạn này Universe có tổng cộng 6 phiên bản, được chia thành 2 dòng, đó là Express và Space. Dòng Express có 2 bản là Noble và Prime. Phiên bản Noble có 2 tùy chọn ghế ngồi gồm 47 ghế và 28 ghế ngả. Dòng Space có 4 phiên bản là Luxury, Elegant, Classic và Comfort. Tất cả các phiên bản đều sử dụng nhiên liệu dầu diesel. Riêng bản Prime, Luxury, Elegant có thêm tùy chọn sử dụng nhiên liệu CNG. Giai đoạn năm 2012 đến năm 2019 có tổng cộng 7 phiên bản Universe, vẫn được chia thành 2 dòng Express và Space. Dòng Express có 3 phiên bản. Bản Prestige là xe 21 ghế hạng thương gia, ra mắt năm 2016. Bản Noble, bản Prime, dòng Space có 4 phiên bản gồm Luxury, Elegant, Classic và Comfort. Bản Prime, Luxury và Elegant vẫn có 2 tùy chọn nhiên liệu dầu diesel và khí CNG. Bản Classic và Comfort bị dừng sản xuất từ năm 2015 vì doanh số bán thấp và tiêu chuẩn khí thải Euro 6. Giai đoạn này các phiên bản chủ yếu chỉ thay đổi mặt ca lăng. Riêng bản Classic và Comfort không có thay đổi gì so với giai đoạn trước. Giai đoạn 2019 đến hiện tại, Universe không còn chia thành 2 dòng Express và Space nữa. Giai đoạn này có tổng cộng 9 phiên bản gồm Prestige X12.5, Prestige, Noble X12.5, Noble, Gram X12.5 ra mắt giữa năm 2020. Prime, Luxury, dừng sản xuất giữa năm 2020. Elegant, giai đoạn này các phiên bản được nâng cấp khá nhiều, từ ngoại thất đến nội thất. Ở lần nâng cấp này, bản Elegant sử dụng ngoại thất của bản Noble giai đoạn năm 2012 đến năm 2019. Phiên bản nào có gắn logo X12.5 thì xe phiên bản đó dài 12,5m. Vậy là chúng ta đã biết được Hyundai Universe có mấy phiên bản. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người ở video tiếp theo.